Dạ, yeah. <laughs> trân trọng kính chào quý tôi con Chúa. Chúng ta rất là vui trở lại với nhau qua uh, lời của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta trong uh, cái tiến trình uh, đi xuyên suốt lời Chúa từ đầu đến cuối. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong Lê Vi Ký đoạn số 19. Uh, cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta mỗi lần chúng ta có cơ hội như vậy. Chúng ta thiệt thật sự là À, được sự đụng chạm giữa mình với lời của Chúa Tâm linh của mình Đối với lời của Chúa Chứ không chỉ đơn thuần là mình đọc cho xong câu chuyện Hay mình làm cho xong việc Nên Mỗi lần như vậy Chúng ta biết à, biết Chúa thêm một chút Biết mình thêm một chút Sửa đời sống mình được một chút à, Hiểu thêm Chúa và, và ý muốn của Chúa rõ hơn chút À, đó là cứ mỗi ngày ít như vậy để nó được ghi tạc vào lòng của chúng ta và chúng ta biết dấu lời chúa trong lòng của mình à, là như thế nào à, chúng ta hiệp ý cầu nguyện trước khi chúng ta đọc lời của chúa này <laughs> thưa chúa cứ mỗi là ngày chúng con ước ao được biết chúa hơn tí À, đời sống của chúng con gần gần gũi Chúa hơn. À, một khắc nữa à, những gì chúng con biết Chúa hôm qua thì hôm nay Chúa cho chúng con biết thêm tí để kinh nghiệm sự tươi mới ở trong Ngài. Con cầu nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời nâng đỡ chúng con giờ phút này và dẫn chúng con vào lễ thật của Chúa ban cho chúng con ơn và quyền của chúa để làm theo lời của ngài con cảm ơn cha rất là nhiều sức của chúng con đôi khi cũng cố gắng nhưng rồi nó cũng mệt mỏi và nặng nề không những thế còn ảnh hưởng của cuộc sống nhiều thứ của gia đình của tài chánh của công việc à, của sức khỏe À, cả kể cả của tinh thần chúng con nữa bên đó bên cạnh đó bao nhiêu cái áp lực của cám dỗ chúng con sẽ phải vật lộn với nó hàng ngày nhưng con cảm ơn chúa ngài luôn che giấu gìn giữ và đồng hành với chúng con từng khía cạnh một chúng con vui mừng tạ ơn chúa cơ hội quý báu và đặc biệt này xin thánh linh của chúa chớ cho nó qua đi một cách luôn không nhưng nó là một cái sự dạy dỗ sự khai trí khai tâm của chúng con một cách đặc biệt để linh của chúng con được nối kết được với lời của ngài và ý muốn của chúa một cách dứt khoát và rõ ràng không có cái mập mờ ở trong mối liên hệ giữa chúng con với chúa qua lời này con cảm ơn cha rất nhiều con lấy ơn của chúa dân thì giờ đặc biệt này trong sự sức giàu của chúa nguyện chúa thăm viếng chúng con soi sáng và bày tỏ chính mình chúa cách rõ ràng qua việc đọc kinh thánh này tạ ơn chúa rất nhiều và cầu nguyện cùng chúa bao nhiêu lời trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục ở trong Lê Vị Ký đoạn số 19 như sau. Đức Giê-hô-va phán với môi xe hãy truyền cho cả dân chúng Israel rằng các con phải biết các con phải thánh vì ta Jehovah đức chúa trời của các con là thánh. Câu này ai trong chúng ta cũng biết và mình đã nói khá nhiều lần trong những ngày vừa qua. À, nhưng mà mỗi lần chúng ta nghe đập lặp lại cái câu cái cụm từ đó là ta Jehovah đức chúa trời của các con cái cụm từ đó là cụm từ cần phải sống động ở trong đời sống của mình, ở trong mọi sinh hoạt của cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta thiếu sống thiếu va Đức Chúa Trời trong mọi sinh hoạt của cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng sống theo xác thịt. À, chúng ta thử một việc này nè, à, mình nói một câu thì mình đặt vấn đề rằng câu này có phải Jehovah đức chúa trời của tôi nói hay không mình làm một việc đây có phải Jehovah đức chúa trời uh, của tôi làm việc đó hay không hay là thí dụ bây giờ mình viết một cái gì đó mình post lên trên trên uh, uh, trên Facebook đi mình đặt vấn đề ra là mình biết liền đây có phải là Jehovah Đức Chúa trời bảo mình làm hay không việc này có dự phần gì của Jehovah Đức Chúa trời của mình ở trong cái việc này hay không? À, mình, mình đặt vài cái vấn đề để mình thấy rõ cái chuyện của mình. Bởi vì uh, <laughs> cái chữ thánh này <laughs> nó không phải là thánh ở đây là không phải không phạm tội. Mà thôi. Thánh ở đây là cái bài viết của mình nó có thánh không? cái uh, cái comment của mình nó có thánh không? Uh, cái lời nói của mình nó có thánh không? cái việc ca ngợi của mình nó có thánh không? cái chuyện hát hò của mình nó có thánh không? cái chuyện thờ phượng của mình nó có thánh không cái việc đi chợ của mình nó có thánh không cái việc à, làm những bữa ăn cho hội thánh nó có thánh không cái chuyện mình quét dọn nhà thờ nó có thánh không ở đây ý của tôi muốn nói là gì đôi khi mình làm những việc đó đôi khi vì trách nhiệm đôi khi nó cũng vì à, người khác nhưng mà mình làm ở với mục đích là được cái gì đó hay là được tôn trọng hay là một cái gì mà mình có cái gì phía sau đó không hay là mình cứ đơn thuần mình làm là bởi vì đó là sự kêu gọi của chúa khi mình làm bởi vì đơn thuần đó là sự kêu gọi của chúa mình làm đó là bởi vì mình công việc thánh mà mình phải làm một việc làm bởi vì Jehovah đức chúa trời của mình là thánh mình làm hoàn toàn không có một động cơ nào khác nó hoàn toàn thánh thiện thì thưa quý vị thì chúng ta sẽ đi qua một cái giai đoạn rằng là Dầu cho người khen người chê cũng tốt. Không có cái gì gọi là không thánh ở trong đó. Đôi khi nếu mình làm vì người khác. Thì nếu ai đó khen ngon thì mình vui. Mà ai đó khen nó là không ngon thì mình buồn. Và đôi khi mình trách nữa. Đã nấu cho ăn rồi còn còn chê nữa thì tự nhiên nó không còn thánh nữa. Cho nên cái việc của chúng ta khi nói cái cụm từ các con phải thánh vì ta là thánh đó, hay là các con đã thánh vì ta Jehovah Đức Chúa Trời của các con là thánh á nếu mình không có lặp đi lặp lại cái concept này ở trong cuộc sống của mình thì giàu chúng ta là ai mình cũng rất thậm chí một người giảng một bài giảng cũng vậy giảng một bài giảng là giảng cho người khác hay là mình làm việc đó bởi sự kêu gọi hoàn toàn thánh khiết của Chúa khi mình làm bất cứ một việc gì mà ở trong sự kêu gọi thánh khiết của chúa thì rồi sẽ có người chê và sẽ có người khen sẽ có người chẳng nói gì cả luôn luôn có ba thành phần đó ở trong mọi khía cạnh của cuộc sống vì vậy chúng ta thấy được rằng mình làm bởi một động cơ là thánh mình làm, mình nói, mình hát, mình hầu việc Chúa, mình ca ngợi Chúa, mình đi chợ, mình đi tập thể dục, mình làm tất cả mọi sự. Với một động cơ vì Đức Giê-hô-va của mình là là thánh. Cho nên khi mình mình cẩn trọng như vậy nó sẽ giúp chúng ta chậm lại ở một ở một vài khía cạnh để rồi chúng ta không bị rơi vào những cái khía cạnh mà thường xuyên mình rớt một điều cái 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 bản chất tự nhiên của chúng ta là gì là giàu cho mình có cố gắng bao nhiêu thì chúng ta cũng sẽ rớt không ít thì cũng nhiều không sai phạm cái này cũng sai phạm cái khác tôi bị thường xuyên giàu mặc giàu cố gắng dữ anh cũng bị thường xuyên Đôi khi quạo wow, những cái không đáng phải quạo wow. wow. Đôi khi bực những cái không đáng phải bực Đôi khi nói những cái Không cần thiết nói Và đôi khi cái cần nói Lại không nói Tôi thường xuyên rớt vào cái đó Vì vậy Khi mình Mình cầu nguyện Để Chúa cho mình có cái concept này Trong cuộc sống của mình Trong cái sinh hoạt của mình hàng ngày mình bước ra khỏi khỏi nhà là hiểu rằng là hãy nên thánh vì ta là thánh vì Jehovah Đức Chúa Trời của mình là thánh lái xe hãy nên thánh vì ta Jehovah Đức Chúa Trời của các con là thánh lái xe mà ai đó chọc mình chút mình nói khùng lên cái mình cũng mình cũng lượng qua lượng lại như họ À, tôi có một lần nghe được một cái câu nói rất là hay của một bà mục sư à, bởi vì ông bà mục sư đang quản nhiệm ở một hội thánh nhưng mà trong hội thánh có một mục sư phụ tá mục sư cộng tác chứ không phải phụ, phụ tá thì à, con dân chúa tổ chức một cái sinh nhật ở nhà thì thay vì mời một sư quản nhiệm thì họ không ưa một sư quản nhiệm cho nên họ mời ông một sư cộng tác mà thôi thì uh, một sư quản nhiệm cũng biết được cái việc này nên ban đầu thì ông định không tới nhưng rồi ông bà cũng tới tới tặng quà xong nói vài câu cầu nguyện rồi đi về À, nhưng mà sau đó thì đi tới tặng quà cầu nguyện rồi cũng sinh hoạt được với mọi người họ cũng vui vẻ với nhau thì bà có chia sẻ lại một điều đó là khi ai đó làm điều gì đó sai thì mình cứ làm việc đúng à cái câu đó nó đánh mạnh tôi và câu đó nó tôi nghe ít nhất cũng hơn 10 năm nay rồi. Mà nó rất rõ và đầy trọn như là cái ngày đầu tiên lần đầu tiên tôi nghe. Khi ai đó làm điều gì đó sai đối với mình thì mình không cần phải làm điều sai trở lại đối với họ. Nhưng cứ làm việc đúng của mình đối với họ, cần làm vậy thôi bà nghĩ là việc à, con dân chúa có tổ chức sinh nhật mời hay không mời là quản nhiệm thì mình cứ tới chúc mừng rồi tặng cái quà mình đi về cũng được nếu ở lại được thông công thì tốt còn không thì tặng cái quà đi về cũng được không có, không có hại gì nhưng cái việc làm đó nó có một kết quả tốt nó đã để lại một cái ảnh hưởng tốt à, tuy nhiên đó là lý tưởng. À, trong cuộc sống không phải lúc nào mình cũng làm được những chuyện như vậy. Phải không thưa quý vị? Bởi con người của mình nó yếu đuối quá. Nhưng mà. Mình cầu nguyện để Chúa cho mình. À, đủ ơn. Để sống với cái câu này. À, thường xuyên ở trong cuộc đời của mình. Ở trong từng cái sinh hoạt của mình. Các con phải nên thánh. Vì ta. Jehovah Đức Chúa Trời của các con là thánh. Cho nên lúc lái xe, lúc đi chợ, lúc đi chơi, lúc ra ngoài park chạy, lúc tư tưởng chúng ta suy nghĩ, lúc chúng ta làm việc ở nhà, lúc chúng ta làm việc ở sở, lúc chúng ta đi chơi với bạn bè, lúc chúng ta sinh hoạt ở trong nhà thờ, lúc chúng ta học kinh thánh, hãy nhớ rằng hãy nên thánh. Hãy nên thánh có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đang ở trong cái tiến trình chứ không phải mình đã là thánh. Cứ ở trong cái tiến trình nên thánh mỗi ngày. Mỗi ngày tốt hơn chút. Mỗi ngày nó, nó thánh hơn chút. Nó dạy để cho hiểu, dễ hiểu. Mỗi ngày tư tưởng của mình nó khác hơn chút. Ngày hôm qua tư tưởng mình dễ suy nghĩ bậy bạ. Bà. Hôm nay nó cũng vậy nhưng mà nó có thể nó ít hơn nó xu hướng về một cái hướng khác tốt hơn thánh khiết hơn ngày hôm qua mình còn hát hò những cái chuyện thuộc về đời này thì bữa nay mình bỏ, bỏ cái đó mình ca ngợi mình hát tôn vinh chúa thì cái đó nó đang đó đang nó đang đẩy mình đến cái chỗ nên thánh là vậy à, cho nên cái câu này tuy nó đơn giản như vậy đó nhưng nếu nó không sống động ở trong cuộc đời của chúng ta thì thì rất tiếc ở trong cuộc đời của mình hàng ngày thì mình phạm đủ thứ điều mình xin lỗi đủ thứ điều nhưng ngày hôm nay là hôm nay thứ tư nhưng hôm qua à, hôm nay chứ hôm, hôm thứ ba chứ à, hôm thứ ba tôi sẽ phải xin lỗi là bởi vì à, học kinh thánh là 7 giờ nhưng mà tôi để 7 giờ 30 nó làm lộn xộn làm lộn xộn cái cái giờ giấc của con nhân chúa nên con người của mình nó nó không có nó không có một cái gọi là à, gì gọi là trọn vẹn cả nó luôn luôn có những cái chuyện này chuyện kia nên mình phải xin lỗi thường xuyên là vậy mình phải sửa thường xuyên là vậy bữa nay quên cái này ngày mai quên cái kia dầu cho cố gắng cách nào đi nữa thì cũng sẽ sẽ trật cái này trật cái nọ cho nên mình cầu nguyện mỗi ngày Chúa ơi à, con biết rằng con cần phải nên thánh ngày hôm nay bởi vì con biết ngài là là Jehovah Đức Chúa trời của con là thánh nên ngày hôm nay con đi làm chuyện này con làm chuyện kia con làm chuyện nọ không biết rằng con phải nên thánh xin Chúa nâng đỡ con thì chúng ta sẽ vượt qua được nhiều và thắng hơn được nhiều cả nhiều thứ. Còn nếu chúng ta xem thường cái này thì chúng ta sẽ dễ dễ làm lắm. Đôi khi mình viết cái 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 phần này xong rồi mình bắt đầu gửi đi thì mình đọc rồi suy nghĩ lại à cái này có được không? Cái này có nên thánh không? Cái này có phải đẹp lòng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời à, là Đức Chúa Trời thánh khiết không? cái này có giúp mình nên thánh không thì tự nhiên mình sẽ dừng lại có những cái mình sẽ không bao giờ mình gửi đi yeah. vài cái tâm tình à, thực tế trong cuộc sống để chúng ta thấy được mình à, cần phải làm một vài điều gì đó hằng ngày với cái câu này bởi vì nó là phải à, cái thói quen ở trong cuộc sống của mình thì nó mới có kết quả rồi câu số 3. Mọi người phải tôn kính cha mẹ và giữ ngày sa bát của ta, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các con. Tôn kính cha mẹ và giữ ngày sa bát. Quý vị nhớ điều đó, bao nhiêu lần mình nói rồi phải không? Nếu mình không tôn kính cha mẹ thì chuyện chuyện gì xảy ra ai trong chúng ta cũng biết. Đó về phương, phương diện con người gọi là bất hiếu nhưng mà đối với đức chúa trời nó là một điều chống ngược lại ý muốn của chúa cho nên mình nói à, ai đó đồn là đạo tin lành bỏ ông bỏ bà không phải đó chứ vậy chúng ta tôn kính cha mẹ của mình mà không phải tôn kính bằng cách thờ cúng nhang đèn hương khói không phải nó thuộc về thần tượng thờ cúng hay là tôn thờ chỉ có mình chúa là đấng để tôn thờ thôi còn tất cả mình tôn kính mình kính trọng. À mình không thờ chỉ một đối tượng là tất cả mọi người đều phải tôn thờ đó là Chúa. Còn à, cha mẹ của mình phải tôn kính. Đó là điều mà Chúa dạy chúng ta, giữ ngày sa bát. Hãy giữ ngày sa bát, đừng làm ô uế ngày sa bát. Mình khi mình làm ô uế ngày sa bát mình sẽ tinh thần mình sẽ mệt mỏi, tâm linh mình cũng sẽ nặng nề và và rất nhiều lần mình ngã lòng chán trường sờn ngã trong trong tâm hồn của mình à, rồi cũng bận rộn với cuộc sống cũng đủ ăn ba bữa dư được chút đỉnh rồi cũng đau vào đấy nhưng mà khi mình có niềm vui tâm linh thì chúng ta sẽ thấy phước hạnh hơn rất nhiều câu số 4 đừng hướng về thần tự hình tượng và cũng đừng À, đúc cho mình tà thần ta là Jehovah đức chúa trời đừng hướng về thần tượng thần tượng chúng ta có nhiều cái thần tượng lắm đôi khi mình thần tượng cả mục sư của mình đó là điều không thể có ở trong dân sự của chúa cho nên tất cả mọi thần tượng nó sẽ phải bị sụp đổ ở trong đời sống của chúng ta hay là nói đúng hơn những gì mà lấy hết thì giờ và cuộc đời của chúng ta đó là thần tượng và đó là những gì, uh, cái đối tượng mà cần phải lấy hết thì giờ uh, và tâm tình của chúng ta. Đó là Chúa chứ không phải bất cứ một thứ gì khác. Yeah. Rồi, uh, đừng có tạo nên, đôi khi mình không có rồi mình cũng tạo nên một cái gì đó cho mình. Thì mình cũng phạm tội với Chúa. Câu số 5, khi các con dân tế lễ bình an cho Đức Giê-hô-va thì phải dân cách nào để Ngài chấp nhận? phải ăn lễ vật đó ngay trong ngày dân và ngày hôm sau còn phừa còn lại trong ngày thứ ba thì phải đốt sạch quý vị nhớ cái cái việc này mình đã nói ở trong trong những đoạn trước à, nếu sang ngày thứ ba mà người đó vẫn còn ăn thì đó là điều ghê tởm à, chúa không thể chết tới ngày không thể chôn đến ngày thứ ba được nên của lễ À, này phải được sống lại sống lại và không không thể để dành tới ngày thứ ba được bởi vì nó ngày thứ ba là nó trở nên sự ghê tởm rồi nó không còn là của lễ nữa ngài sẽ không chấp nhận có nghĩa là chúa sẽ không chấp nhận của lễ đó vì vậy đến ngày thứ ba chúa giêsu phải sống lại để trở nên một của lễ mà chúa nhập rồi từ đó ai tin nhận chúa giêsu christ thì tất cả mọi tội lỗi của chúng ta được 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 thanh tẩy, bởi vì Chúa đã nhận của lễ rồi. Câu số 8. người đó sẽ mang tội vì đã xúc phạm vật thánh của Đức Giê-hô-va. và phải bị trục sức khỏi khỏi à, dân chúng. Nha, yeah. cho nên mình thấy rõ, nếu không có nếu của lễ à, dâng cho chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà không được chủ nhậm thì chúng ta cũng phải bị trục xuất ra khỏi thiên đàng như thường. Không có cách nào khác hơn. Yeah. Câu số 9: Khi các con gặt à, trong đất mình thì đừng gặt à, đến cuối bờ ruộng, cũng đừng mót những bông lúa còn sót. Đừng hái sạch vườn nho hay nhặt hết, nhặt những trái rớt xuống đất. Hãy để lại cho những người nghèo khó và kẻ tha hương, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các con. Dạ, yeah, mình ở đây rõ ràng. Nếu ai à, rộng rãi thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho. Nếu ai nhặt nhiệm thì Đức Chúa Trời cũng sẽ nhặt nhiệm lại. À, cầu nguyện Nếu Chúa cho mình có cái tâm tình rộng rãi. Càng rộng rãi thì Đức Chúa Trời sẽ rộng rãi với mình. Chúa sẽ đặt mình ở nơi rộng rãi Còn mình nhặt nhiệm với nhau Mình chắc bót với nhau Thì cuối cùng lại Mình cũng chừng đó thôi à. Không có được nhiều Không có hơn được Vì vậy à, Chúa cho mình à, Tôi thấy có những người rộng rãi Thì không bao giờ họ Họ sống trong cái chỗ nghèo ngặt cả Luôn luôn được Chúa cho đầy hơn dư ra Và tiếp tục Làm việc lành đó là lời của chúa dạy cho chúng ta rõ ràng nền tảng của lời chúa dạy chúng ta là vậy nền tảng của lời chúa dạy chúng ta là à, hãy làm việc lành rồi chúa cũng ban phước cho nữa để dư dật ra để làm việc lành mà chúa đã sắm sẵn, sẵn cho chúng ta cho nên đây là việc mà chúa dạy dân sự của chúa phải làm để ý đến những người nghèo khó chút chia sẻ với họ à, mặc dầu công khó của mình đó nhưng khi mình chia sẻ với họ Và đó là lúc mình làm theo mạng lệnh của Chúa Cho đời sống của mình Câu số 11 Con không trộm cắp Không nói dối và lừa đảo ai à, Rõ ràng Mình chắc không đi ăn trộm ăn cắp à, Nhưng mà chắc có lẽ nói dối phải không à, Không biết có lừa ai không nhưng nếu đã từng lừa tiền, lừa bạc, lừa tình, lừa gì đó thì chấm dứt ngay. À, trong hội thánh đó quý vị những người đi mượn tiền rồi lừa rồi gạt với nhau à, cái đó là điều tối kỵ ở trong hội thánh của Chúa đừng làm vậy không có tốt lành gì đâu mình cũng sống trong sự nghèo ngặt thà rồi cuối cùng lại mình cũng sống trong sự nghèo ngặt cuối cùng mình cũng sống trong sự bất an cuối cùng mình cũng sống trong cái mòn mỏi và khổ sở của cái người mà sống trong bằng cái cách đó, à, mình ban đầu thì à, mũi lòng dân sự của Chúa đôi khi cũng à, cho mượn, nhưng mà cho mượn không bao giờ trả. Đó là điều mà mà chúng ta thường gặp à, ở trong xứ Canaan, ở Ai cập thì đôi khi cũng đã gặp rồi, gặp những cái chuyện xác thịt đó rồi. Nhưng mà khi vô trong xứ Canaan rồi thì cũng gặp vậy có nghĩa là mình tin Chúa rồi ở trong hội thánh rồi ở trong cộng đồng tin Chúa rồi thế mà cũng gặp gặp những chuyện như vậy rồi sanh ra gây gỗ với nhau sanh ra trách móc lẫn nhau sanh ra phiền phức với nhau rồi sanh ra kỳ nghi kỵ với nhau nên những cái chuyện này nó không nên xảy ra nó xảy ra nó tạo một cái dây chuyền không hay ở trong hội thánh của Chúa nên Chúa bảo đây là điều không nên thực hiện đây là điều không nên để xảy ra ở trong trong xứ nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra là đó là một điều đáng tiếc các con không được lấy danh ta mà thề dối vì vậy vì như vậy là xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời mình ta là Đức Jehovah không được lấy danh danh ta mà thề dối có những người chỉ trời mà thề, có những người nó mình cái gì thật thì nói thật không thì nói không, à có những người nói rằng có Chúa chứng giám mình không cần Chúa làm Chúa chứng giám làm gì? Mình có thật thì mình nói thật, Còn nếu mà ai nói vua, ai vu oan mình thì kể đấy để người ta vu oan mình người ta nói chuyện của họ, mình không cần phải thề thốt chi mình cũng cần phải lấy danh chúa ra thề chứ, mình nghĩ rằng có chúa chứng giám là nó được ok hả? Mình nghĩ rằng ở trong trường hợp đó mình nói, Ồ, oh, chúa chứng giám có chúa chứng giám đó, là mình nghĩ là là là, là mọi việc giải quyết được sao? Thưa không, cái cái điều cái quan điểm của tôi uh, là uh, nó đơn giản ở chỗ là uh, khi À, trong cái lúc mà giận dỗi đó bây giờ quý vị có nói cách nào cũng không ai nghe có nói cái gì có nói hay nói cách nào đó cũng không ai nghe cho đến lúc thật sự mềm mại hạ lòng xuống trước sự thương xót của chúa thì không cần nói họ cũng nghe nghe đây là nghe thánh linh của chúa chứ không phải nghe con người nên có những cái là tôi chẳng bao giờ tôi nói có những cái cũng phải nói để để gây dựng một chút nào đó nhưng mà thấy à, nó không có kết quả là ngưng lại không nói nữa là bởi vì biết rằng không ai có thể làm gì được trong lúc này ngoại trừ Chúa Thánh Linh và lời của Chúa mà thôi cho nên à, mình cầu nguyện lẫn nhau để mình giúp với nhau không được không nên trộm cắp đôi khi mình trộm cắp thời gian đó đôi khi mình tham lam cái này tham lam cái kia một chút đó tham lam tiền của chính phủ một chút á thì tất cả những điều đó nó cũng thuộc dạng ăn cắp đó rồi gì nữa à, nói dối với nhau không được nói dối mà chuyện này nó cũng thường xuyên xảy ra cho nên khi mình ở trong xứ Canaan rồi còn nguyện Chúa cứu mình mỗi ngày để mình không làm theo cái đó để nếu riết rồi cuối cùng cuộc đời mình bị ô quế nào không hay luôn. Dạ. Yeah. Câu 12, các con không được lấy danh của Chúa ra làm làm chơi. Đừng lấy danh Chúa ra thề. Như nãy giờ mình nói. Mình thề là nó nói riết rồi. Cuối cùng người mình nó không có, không có thật cho nên đừng đừng lấy danh Chúa ra để để thề thốt gì cả mà ở đây là thề dối nha thề dối đôi khi thường đó chỗ dối dối đó nó ưa thề lắm nó ưa lấy ra cái này cái kia ra thề để chứng minh là mình không dối nhưng mà khi cái thà cái người mà không dối rồi đó tự nhiên họ không có cần thề tin tin thôi không cần phải thề thốt gì nữa hết trơn bởi vì mỗi lần mình làm như vậy thì xúc phạm đến danh của chúa quý vị nghĩ chú biết mình đang dối không biết chứ nhưng mà mình lấy danh chúa ra mình lắp vô cái chỗ dối đó đã phạm lỗi rồi mà còn lỗi nặng hơn đó câu số 13. không được bóc lột người lân cận mình cũng đừng cướp giật của họ không được giữ tiền công của người làm thuê trong nhà mình cho đến hôm sau có nghĩa rằng tiền công của họ ngày hôm nay xứng đáng để trả cho tiền công của họ đừng giữ lại là giữ lại nó nằm ở dạng bóc lột bóc lột lẫn nhau à, đó là vài điều mà chúng ta cẩn thận ở trong cái nếp sống của mình nếu ai làm chủ cẩn thận mấy cái việc này không được rủa xả người điếc hay đặt vật cản à, cho người mù vấp chân, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa trời, ta là Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy cứ mỗi cuối một cái mệnh lệnh nào đó, đều là ta là Đức Giê-hô-va. Vì đây là không phải lời con người nói, đây không phải là cách của con người, luật pháp của con người, đây là lời Chúa phán và luật pháp của Chúa phán dạy dân sự của Chúa đừng có rửa xả người điếc tội họ họ có nghe gì đâu rửa xả rồi đối với người mù thì đừng có đặt đá vấp chân cho họ khi có những người chơi cất cớ à, không hay cầu nguyện thì chú cứu mình ra những cái nho nhỏ, à, gọi là không công chính hay không tránh trực này mười 15 các con không được bất công trong việc xét xử, không thiên vị người nghèo, cũng đừng nể nể nang kẻ quyền thế, nhưng hãy phân xử người lân cận một cách công chính. Cha mẹ đến mọi thành phần, à, kể cả mục sư, phải có cái cái tâm trí này, có cái tư tưởng công chính này chứ không thôi mình sẽ dễ thích sai mình sẽ dễ hướng qua một bên người này nói vậy người kia nói kia rồi mình cứ nghe theo vậy đó rồi mình không có cái cái phân minh ở trong cái chỗ công chính cho nên mình nhờ ơn Chúa nhìn nhận cái việc này trong cuộc sống của mình sống công minh và công chính fair be fair with your family and churches cho nên mình à, có những người mẹ con gái thì không coi trọng cha mẹ không coi trọng con gái nhưng coi coi trọng con trai tất cả những cái cái gì tốt dành cho con trai hoặc là những cái đứa nào mà nó được à, à, nó tốt tốt một chút thì cưng hơn còn cái đứa nó nó tệ tệ thì cứ bỏ rơi nên mình mình cầu nguyện thưa quý vị à, đôi khi có những việc như là mẹ chồng nàng dâu hay là con con trước con sau à, gọi lì đó à, mẹ trước con 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 khác gì đó à, cho nên đôi khi cái cái quan điểm của mình nó không có cái công bằng nó cho cho mọi người cưng con của mình hơn là cưng con của hay là chăm sóc con của người khác lại khái vậy à, trong vòng anh chị em cũng vậy cái những cái cái người nào có tiền có chỗ một chút có địa vị một chút thì được tôn trọng còn đứa nào nó hoàng hoàng thì chả quan tâm gì tới sống chết kệ nó những cái đó không phải là là tâm tình của những người tin chúa những người tin Chúa thật bước ra khỏi chỗ đó. Và mình sống rất là công bằng với mọi thành phần. Không nể nang cả quyền thế và cũng không thiên vị cả nghèo khó. Sống công minh giữa mọi người. Câu 16. Không được phao vu trong bà con, cũng đừng làm chứng dối nhằm hại mạng sống của người lân cận. Ta là được Sư Hồ và không có phao vu ai mình đôi khi mình dễ bị rơi cái đó mình nghe một bên mình nghe người này nghe người kia rồi mình xác định là vậy tôi cũng thường bị mấy cái vụ này nên cũng ăn năn nhiều nhưng rồi nó cũng bị vấp phạm vì vậy mình cứ cầu nguyện hàng ngày chúa nâng đỡ mình ngày hôm nay mình cầu nguyện chúa cho con à, khi nghe nghe hai bên biết thì biết cho nó thấu đáo trước khi nói gì đó nói còn không thì thôi chứ cho con đừng nói yeah, nhiều khi à, mình 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 nói những cái chuyện không đúng mình nói những chuyện không có mình chỉ đón đón vậy rồi mình nói vậy rồi cuối cùng mình làm tổn thương cho nhau và mình làm hư con người của mình nè đó là điều kế tiếp được câu số 17 đừng để lòng ghen ghét anh em mình hãy quở trách người lân cận để khỏi mắc tội chung với họ đừng trả thù đừng mang mối hận mối oán hận với đồng bào mình nhưng hãy yêu thương người lân cận như chính mình à, đừng để lòng ghen ghét anh em mình tôi không biết rằng bây giờ trong ngoại thánh mình mình có ghen ghét ai không à, trong gia đình của mình mình có ghen ghét ai không mà nếu mình có thì đây lời chúa dạy chúng ta à, đừng ghen ghét khi mình ghen ghét thì mình không phải là thánh nữa nhưng mà mình không ghen ghét có nghĩa là mình đang được nên thánh mình đang ở trong cái tiến trình nên thánh hôm qua mình còn ghét cay ghét đắng mà bữa nay mình không ghét nữa thì bắt đầu mình đi vào cái tiến trình của sự nên thánh mình áp dụng được lời chúa đó cho nên cái câu đầu tiên trước khi đi xa hơn là Chúa nói hãy nên thánh vì ta Jehovah Đức Chúa Trời của các con là thánh. Cho nên trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình có ghen ghét ai không? Nếu mình đang ghen ghét thì mình phải hiểu được mình phải nên thánh có nghĩa là đổi cái ghen ghét đó lại thành cái gì đó mà không phải là ghen ghét. Như yêu thương, quan tâm hay cái gì đó mình có thể bày tỏ đổi lại rồi quở trách người lân cận nhớ nghe quở trách người lân cận để họ không phạm tội để mình không phạm tội chung với họ không có nghĩa là vạch tội người ta ra cho cộng đồng biết nó không phải vậy nhưng mà quở trách người lân cận nếu không dám nói thẳng thì đừng nói đơn giản vậy đó nếu cứ nói thẳng được thì nói nói rồi thôi chuyện của họ sửa không sửa chuyện của họ mình xong việc của mình nhưng mà cũng cần phải vạch ra làm gì rồi đừng trả thù cũng đừng mang oán hận với đồng bào mình à, thôi à, mình cũng chẳng trả thù ai mà muốn trả thù cũng chẳng được gì à, đừng có mang oán hận gì cả À, đôi khi cũng ai đó cũng tạo cho mình một cái nỗi oán hận nào đó nhưng mình cầu nguyện ngài chúa nâng đỡ mình để rồi cái sự oán hận đó nó không đeo đuổi và nó không chế ngự đời sống của chúng ta à, thậm chí lời chúa cũng kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho kẻ thù nghịch mình à, nhưng mà một vài kẻ thù nghịch đó thì mình cầu nguyện một vài kẻ thù nghịch đó thì mình, à, mình à, gọi là cảm thông hay là cái gì đó à, nhưng mà có vài kẻ thù nghịch đó là mình quyết định không đổi trời chung nó lạ cho nên à, hình như mình có cái selection nào đó nên cái cái quan điểm công bình ở trong chúng ta nó không có mình chỉ có thể làm theo cái điều mà mình lòng mình cho là phải à, mình nghĩ như vậy thì mình làm như vậy còn những thành phần khác là mình nghĩ họ không xứng đáng với lại cái, cái tâm tình của mình thì mình sẽ bày tỏ cái tâm tình ngược lại à, có những cái mối hận mối mối oán hận thì dường như mình không buông nó ra được nhưng mà có những cái thì mình buông được. Vì vậy mình xem lại, xem lại cái điều đó và câu kết tiếp phần, cái tiếp lại yêu thương người lân cận như chính mình. Tại sao ba cái điều này nó li liên tục với nhau? Đừng ghen ghét anh em mình nè, hãy quở trách người lân cận để rồi mình không có phạm tội với họ nè. Đừng trả thù và cũng đừng mang đối, mang mối oán hận với đồng bào mình nhưng hãy yêu thương người lân cận như chính mình như vậy thì yêu thương người lân cận như chính mình thì nó có còn ghen ghét không? Nó có còn à, gọi là thỏa hiệp với những cái việc làm tội lỗi không của người lân cận mình không? Hay là mình không dám quả trách những người lân cận mình khi họ có những thái độ và việc làm sai? Như tôi nói mình vợ trách họ chứ không phải rằng mình biêu xấu nha. Vợ trách hoàn toàn khác với biêu xấu. Chúa cũng vợ trách chúng ta nhưng mà Chúa không biêu xấu chúng ta. Chúng ta làm sai Chúa vợ trách. Chúa dùng lời của Chúa để vợ trách. Nhưng mà Chúa không hề biêu xấu chúng ta trên Internet. <laughs> Chúa không hề biêu xấu chúng ta cái này cái kia. Chúa không dùng Facebook để biêu xấu mình. Chúa không dùng cái này cái kia để biêu xấu nhưng mà Chúa lại à, quở trách mình cầu nguyện Chúa nâng đỡ cho chỗ này câu 19. các con phải giữ các mệnh lệnh của Ta đừng để các loài vật khác giống à, đừng để các loài vật khác giống phủ lẫn nhau Ồ, đừng để các loài vật khác giống phủ lẫn nhau đừng gieo hai thứ hạt giống trong ruộng và đừng mặc áo quần dệt bằng hai loại chỉ khác nhau đừng để những hai cái thứ mà nó khác giống nó phủ lẫn nhau lấn áp lẫn nhau nên đây là mình cũng thấy một vài điểm ở đây đừng gieo hai thứ hạt giống trong cùng một ruộng à, để làm gì để nó 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 chèn ép nó làm hư với nhau thôi đừng mặc cả quần áo dệt bằng hai loại chỉ khác nhau hai giờ chỉ khác nhau dệt chung vô nó nó kỳ lắm nó không cảm giác được một loại chỉ thôi rồi dệt nó ra một cái áo hay là ra miếng vải chứ còn không thôi mình mình dệt mà hai loại chỉ mình nhập chung với nhau cái nó vô nó ra một miếng giải mà nó nó hoàn toàn nó không đâu ở đâu hết trơn á đôi khi có những cái nó không dính được với nhau nó không hòa nhập được với nhau đây là một bài học rất là lớn cho đời sống của mình và trong cái thành phần lãnh đạo chúng ta đôi khi cũng phải để ý chỗ này những khi mình đặt để hai người khác nhau nó cành cửa nhau thường xuyên cái công việc nó hư hai người hoàn toàn khác khả năng khác bản tính làm việc với nhau bảo đảm trước sao sau nó đụng rồi mình hỏi tại sao nó đụng rồi mình đổ thừa nào là xác thịt nào là ma quỷ nào là quậy phá thật ra không có ai không có ai quậy phá ai cả bởi vì cái bản chất của mình cái bản tính của mình hai cái bản tính nó khác nhau thì nó làm việc nó đụng với nhau nó cọ quẹt với nhau nhưng mà để 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 giải quyết nó làm gì cảm ơn Chúa rằng mình có một đức tin cái bài hát của mục sư Đặng Ngọc Quốc đó có một đức tin một thánh linh một Chúa anh minh cho nên mình mình có một cái một đó để mình trở nên một sợi chỉ để mình dệt ở trong một thánh linh của Chúa thì lúc bây giờ mới giải quyết được vấn đề còn nếu mình không có cái đó thì mình sẽ sử dụng đủ thứ điều người thì cho mình thuộc linh hơn người cho mình thiên liêng hơn người kia người cho mình tốt hơn người kia rồi cái chỉ qua chỉ lại cuối cùng cả hai điều không tốt hết cho nên à, cầu nguyện ngay chỗ này một cái nguyên tắc này hiệp một này nó rất là đặc biệt à, như cái lần tôi chia sẻ trong cái bài giảng nào đó thì mình hiểu được rằng có những cái nan đề nó tạo ra cho mình do mình tạo ra chứ không phải nó đến từ từ người khác rồi do mình tạo ra cái mình đổ thừa rồi khi mình thấy tôi thấy cũng tội nghiệp ma quỷ ăn rồi cái đổ thừa cho nó riết cái này chuyện này xảy ra chuyện kia sẽ đôi khi nó chỉ là xác thịt của mình cái bản chất của mình mãn rồi cái đổ thừa cho má quỷ hoài tội nghiệp nè em nhờ ơn Chúa để để thấy được cái điểm này ở trong cuộc sống của mình thấy được cái bản chất nó hai sợi chỉ khác nhau dệt dệt nhau hai hoặc giống hai loại giống khác nhau trồng giống chung với nhau là nó phủ nhau nó phủ nhau thì giống này nó lấn giống kia giống kia lấn lại giống nọ vậy thôi là do mình do mình trồng nó chứ mình gieo giống này chỗ này, giống kia chỗ kia thì nó phát triển theo cái cái hạt giống của nó. Cho nên mỗi một người nó có một cái cái cách phát triển khác nhau. Mà nếu mà mình mình đem cái hạt giống của lúa mình trồng chung với hạt giống của của ngô, của bắp rồi bắt hai thứ nó nó phát triển giống nhau không được không bao giờ có chuyện đó xảy ra được hết á cho nên hai cái loại giống khác nhau đừng bao giờ để cho nó trồng nó phủ với nhau nó nó, nó, nó phủ với nhau là nó chết thí dụ bây giờ mình đem con rắn mình nuôi là con gà Ở lúc nhỏ thì không sao Ở lúc nó mới mới thì không sao Ở lúc con gà con với con rắn con chẳng ai làm gì được hết á hai con đó nó không có làm gì nhau nhưng mà đến lúc một hơi thì sao nó càng lớn lên càng lớn lên một là gà nó dứt rắn hai là rắn nó dớt gà rắn nó nằm riêng mà gà nó phải nằm riêng nên thậm chí con gà với con vịt nó giống nhau một chút nó cũng có thể giống giống nhau đó nhưng mà nó khác giống mà nuôi hai con đó chung nó cũng khó con thì nó cũng nó dường như giống nhau nhưng con thì nó chịu nước được con thì nó không loại nước được mình ăn rồi mình bắt gà loại nước hoài xong gà nó loại nước được rồi mình dịch nó xuống nước thì mình ăn rồi nói tại sao mày cứ xuống nước hoài cho nên cái người này trách người kia người kia trách người nọ là bởi vì mình đặt không đúng chỗ khi mình đặt không đúng chỗ mình làm việc không đúng chỗ không đúng ân tứ không đúng cái điểm mạnh của mình thì nó cậu quẹt ít đụng nhưng mà thưa quý vị khi mình nếu mình thấy như vậy thì thì giải quyết nó chứ đừng có sử dụng cái đó rồi cho tôi tốt hơn hay người kia người kia không tốt hay là người nọ như thế này thế kia rồi đổ thừa nhau sử dụng hoàn cảnh để bao biện cho cái bản chất của mình cái điều đó không nên làm không nên để xảy ra nếu xảy ra rồi thì phải ăn năn mà lo sửa lại giống nào trong chỗ đó. Còn nếu tất cả mọi người đều hiệp nhất trong thánh linh thì lúc bây giờ mình có một sợi chỉ đó là thánh linh. Khi mình dệt ra thì cũng có một tấm vải. Khi mình may ra thì cũng có một sợi chỉ may ra được cái áo. Nó có kết quả. Đó là cái mà chúng ta cần phải để ý trong đời sống của mình. Câu 20. Nếu một người đàn ông nằm với một nữ nô lệ đã hứa gả cho một người đàn ông khác nhưng chưa được chuột ra hoặc chưa được trả tự do thì cả hai sẽ bị phạt nhưng không bị tử hình vì nữ nô lệ đó chưa được trả tự do. Ừ. cũng là một trong những cái chúng ta cũng để, nên để ý phải không à, người nữ chưa được trả tự do cái này mình cũng không có quan tâm lắm thôi để lần khác để tính tiếp à, tuy nhiên người đàn ông phải trả phải đem một con chiên để được đến trước mặt à, đến trước cửa liều hội kiến dâng lên đức jehovah làm tế lễ chuộc lõi À, mặc dầu không bị xử tử nhưng mà phạm một cái lỗi rồi đó thì tế lễ sẽ dâng con chiên đực làm tế lễ chuộc chuộc lỗi cho người đã phạm trước mặt đức Giê-hô-va và tội mà người đã phạm đó sẽ được tha à, đây một nguyên tắc nữa cho chúng ta thấy à, làm gì đó làm tội lỗi nó cũng cần phải có một của lễ làm điều gì sai nó cần có một của lễ để dâng lên à, để được tha tội cuộc đời của mình cũng vậy mình làm bất cứ một việc gì nha quý vị và mình biết là mình nhận thức đó là một cái lỗi lầm của mình thì phải ăn năn liền để được tha thứ đôi khi có những lỗi mà mình nghĩ rằng cái lỗi này nó không đáng tại vì cái này nó gọi là chưa được tử hình á nên nghĩ rằng không sao à, cái việc này nó cũng nghĩ rằng là chuyện này nó cũng chả có gì tại vì đây là người nữ nô lệ của tôi mà à, mặc dù người đàn ông khác mua người khác mua rồi nhưng mà nhưng mà chưa trả tự do người này vẫn còn là của tôi mà cho nên tôi có quyền ở trên người nữ này trước khi nó được tự do nhưng mà mình tính mình nghĩ như vậy nhưng thật ra cả hai chú nói là cả hai sẽ đều bị phạt hết nên ừ. mình nghĩ rằng có có những cái mình nghĩ rằng là nhất là vấn đề tiền bạc đó. À, ai gửi mình cái gì đó mình nghĩ là mình sẽ sử dụng được cái này sử dụng được cái kia tại vì cái tiền này chưa cần đến. Ừ, nhất là những ngày vừa qua mình thấy đó từ 922 tới giờ mình thấy đó có thể sử dụng tiền à bởi vì tiền này có thể mới dân con dân chúa dân vào đây thì à, có ai biết gì đâu thì à, sử dụng cho chuyện này chuyện kia cũng được mà rồi từ từ rồi trả lại nhưng mà cả hai đều phạm tội nên không nên không nên làm như vậy à nếu đã phạm tội rồi đừng tiếp tục bào chữa nữa, đừng tiếp tục lý luận nữa. Ờ, cái này đâu có gì đâu, tôi đâu có làm gì đâu, nhưng mà nội cái động cơ đó cũng đã phạm tội rồi. Cho nên cần phải ăn năn, à, xưng nó ra và giải quyết nó trong ơn và quyết của Chúa để được phục hồi. Câu số 323 Khi các con vào đất hứa trồng các thứ cây ăn trái, hãy kể các trái đó như là trái cấm các con phải xem nó là loại trái cấm và không được ăn trong 3 năm. Nhưng đến năm thứ tư, trái cây, các trái cây đó sẽ được thánh hóa làm lễ vật tôn vinh Đức Chúa Trời, Đức giê hô va Đến năm thứ à, năm, các con vẫn còn được ăn trái cây đó. Nếu các con giữ lời ta dạy, hoa lợi sẽ tăng À, cho các con ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các con. Chỗ này hơi lộng cộng ha. Đọc lại, khi các con vào đất hứa và trồng các thứ cây ăn trái thì hãy kể các trái cây đó là trái cấm. Các con phải xem đó là trái cấm và không được ăn trong 3 năm. Nhưng đến năm thứ tư, các con các trái cây đó sẽ được thánh hóa làm lễ vật tôn vinh Đức Chúa Trời Đức Giê-hô-va. Đến năm thứ năm, các con vẫn còn được ăn trái cây đó. Nếu các con giữ lời ta, hoa lợi sẽ gia tăng cho các con. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. Có nghĩa là đất mà dân tộc ở đó họ họ ở nó bị ô uế ô uế đến nỗi mà cái cái cây ăn trái của dân sự Chúa trồng trong ba năm đầu tiên nó vẫn còn bị ô uế cho đến năm thứ tư nó mới được thánh hóa nè yeah và năm thứ tư mới dùng được cái lễ cái cái đó để dâng lên cho Đức Giê-hô-va rồi mới bắt đầu được sử dụng và năm thứ năm thì vẫn còn được ăn cái điều đó nếu mà chúng ta làm con dân Chúa vâng theo lời của Chúa đó thì Chúa sẽ gia tăng cái hoa lợi đó còn nếu không thì nó sẽ không có gia tăng cái hoa lợi đó à, nếu mình không vâng lời thì mình nghĩ ồ mấy năm đầu mình tiếc mình trồng mình không được ăn đó rồi à, câu số 26 các con không được ăn thịt còn máu tức là thịt tái đó à, không được à, à, hành nghề bói toán và ma thuật Nếu ai làm nghề bói toán và ma thuật thì ăn năn đi à, đừng 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 tiếp tục ở đấy à, hoặc là ai đi coi bói rồi đó à, bói toán ma thuật rồi đó Nhờ ơn chúa à, dẹp bỏ những điều đó ai thích ăn tái đó thì thịt bò còn máu đó thịt mà còn máu đó thì nhờ ơn chúa nghĩ ăn mấy cái chuyện đó đi vì à, cho đến ngày hôm nay chúng ta nhớ nghe máu nó là một giao ước đời đời không có thay đổi kể cả trong tân ước cũng vậy trong thời ân điển cũng vậy à, ngay trong công vụ à, sứ đồ công vụ các sứ đồ đoạn 15 các môn đồ các sứ đồ cũng cấm không cho ăn huyết cho nên những cái gì hồi xưa tôi ăn <laughs> hồi còn chưa tin Chúa đó khi ăn gọi là tái đi đi ăn à, à, ăn phở mà tái đó còn bỏ tái ngoài rồi nhúng sơ sơ vô để ăn nữa chứ ngày đó ớn quá bây giờ nghĩ lại những cái ngày đã ớn thiệt nhờ ơn Chúa à, chấm dứt những cái chuyện đó À, để mình không bị phạm những cái lỗi lầm à, như thế này ở trong cuộc sống của mình. Khi ăn steak, hồi à, đó là mình à, ưa gọi là à, medium, nhưng mà giờ là phải medium rare, à, phải nó nướng cho nó chín để ăn. À, đó là điều mà chúng ta cần phải để ý ở trong cuộc sống của mình, bởi vì máu là sinh mạng và sinh mạng nó là thuộc về Đức Giê-hô-va thuộc về Chúa giàu người đó tin Chúa hay không tin Chúa sanh mạng đó nó cũng nằm ở trong ở trong đấng tạo hóa chứ không phải từ con người mà ra cho nên cái sinh mạng hay là máu đó là sự ban cho của Chúa để làm gì để chuộc tội lỗi cho mình cái sinh mạng nó là vậy cho nên và Chúa ban cho cái sinh mạng đó để nuôi dưỡng tất cả mọi loài súc vật hay là mọi mọi loài vật ở trên đất này kể cả chính mình và loại vật đó nuôi nó lớn lên để làm gì cho nó có sự sống để làm gì để nó làm thức ăn cho cho con người và sau khi đó thì cái máu nó nó trở về lại với đấng tạo hóa cái sự sống nó nó trở về lại với đấng tạo hóa cho nên à, chỉ có sự tha thứ à, sự tha thứ nó linh nghiệm nó ứng nghiệm nó nó có hiệu quả là chỉ có trong huyết thôi chỉ ở trong quyết thôi là chỉ có đổ mạng sống ra mới chuộc được lỗi lầm và tội lỗi và mạng sống của mình mà thôi không có cái nào khác hơn vì vậy cẩn thận cẩn thận quyết ở trong à, trong đời sống của mình à, rồi tiếp tục à đừng đừng xoén đừng xoén tóc vòng quanh đầu cũng đừng tỉa rau <laughs> À, cũng đừng tỉa rau đừng vì người chết mà cắt da thịt hay xăm vẽ trên thân thể à, bất cứ hình ảnh nào là người tin chúa xăm ngờ nhờ ơn chúa chúa cứu ra hồi xưa chưa tin chúa xăm mình thế này xăm thế kia xăm thế nọ thì à, chuyện đó chuyện ngày xưa nhưng mà chuyện hôm nay thì sẽ hoàn toàn khác. Tôi nhớ có một lần à, tôi làm chứng và cầu nguyện cho một cái anh kia, anh tin Chúa. Anh tin Chúa và anh đi nhà thờ được một lần duy nhất. Và anh quyết định anh không đi nữa là bởi vì trong người ảnh nó có xăm một cái hình ông Phật ở trong người của ảnh. À, anh mê đạo, anh mê, mê đạo như vậy đó anh xăm một ông phật ở trong người của anh thì anh có hỏi anh có hỏi tôi à, như vậy tin chúa rồi cái hình xăm này như thế nào à, thì à, tôi có chia sẻ với ảnh những điều cần phải chia sẻ vấn đề đầu tiên là mình không làm gì được trong lúc này nhưng mà là về lâu về dài thì cầu nguyện để chúa soi sáng mình cần phải làm gì À, đó là điều mà tôi tâm tình với anh. À, nhưng rồi anh về anh gọi cho anh nói rằng là mục sư tôi có một cái bất an bởi vì à, bởi vì có cái gì đó nó làm tôi bất an bởi vì cái hình hình này. Cho nên tôi nghĩ là bởi vì tôi bỏ Phật tôi đi theo Chúa cho nên ông Phật này làm cho tôi bất an tôi có giải thích cho ảnh nhưng mà lúc bây giờ không thể nào ảnh có thể thay đổi được quan điểm của ảnh bởi vì áp lực cả gia đình nữa mà gia đình phật giáo thờ cúng kinh hoàng lắm cho nên tôi nói cái chỗ của chúng tôi đó hầu việc chúa cái nhà thờ chỗ chúng tôi đó vây quanh mấy chục cái, cái chùa mà toàn là phật giáo mà phật giáo gọi là sùng kính của phật giáo đó cho nên họ sống trong bùa họ đeo bùa đeo ngải tùm lum hết á đụng tới đâu nó cũng có nó cũng có cái vấn đề về phật giáo cho nên mình nói mình thường xuyên nói rằng nó, nó gặp một sự trở ngại ở trong vấn đề làm chứng và ai cũng biết hội thánh chúng tôi chúng tôi tổ chức mời cái gì họ cũng tới mời à, những ngày trước đó mời lễ nào họ cũng tới đông nghẹt luôn họ tới cộng đồng họ tới đông nghẹt luôn nhưng mà nói đến tôn giáo là họ họ đứng dậy họ đi họ khước từ à, nhưng nếu mà nói để lễ tạ ơn mời mọi người lại cảm ơn ở trong cộng đồng của mình có một buổi lễ tạ ơn vui với nhau thì được à, nhưng mà đừng đá động gì đến đức tin hết Tại vì họ, họ xác định điều đó À, cho nên à, nhiều năm rất tốn kém rất nhiều nhưng rồi họ cũng không thể lay động được cái tâm lòng của họ nên mình tiếp tục cầu nguyện để Chúa Thánh làm việc thăm viếng ở trong cái cộng đồng người việt của chúng ta nhất là tại seattle này để nhất là cái vùng của chỗ nhà thờ chúng tôi đó còn những cái phần ở trên nord tí thì cũng dễ hơn và ở dưới sau một tí thì nó cũng dễ hơn nhưng mà ở giữa cái trung tâm chỗ tôi đó oh, à, bao quanh là chỉ có chùa chiền mà thôi à, vài cái nhà thờ tin lành mà không eo ọt lắm không, không lớn nổi không phát triển được à, cho nên quý vị nhớ cầu nguyện cho à, leo lề một chút xíu rồi câu số 29. Đừng làm nhục con gái, bắt nó phải làm gái mại dâm trong các đền miếu. À vì ở đây nói đến cái cái hình ảnh là à, họ có một cái tôn giáo thờ thần tượng đó, cái thần mà dâm dục đó, cái thần gọi là thần sinh sản đó. Cho nên họ thờ những cái thần như vậy thì à, họ vô trong đó họ có những cái hoạt động về 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 tình dục cho nên à, nó đây nó không phải về vấn đề đạo đức không mà thôi nhưng nó là một cái cái thối thờ thần tượng cho nên cái chuyện mà đàn ông nằm với đàn ông đó à, cái trước mình mình nói đó là nó không phải chỉ là nói về vấn đề à, đồng tính liên ái nhưng mà nó nói đến vấn đề thờ những cái thần dâm dục như vậy đó. Cho nên vào trong đó thì họ có những cái hoạt động của tình dục. Cho nên nó đã nó đi đến cái cái việc mà tạo nên một cái sự ghê tởm nó kinh hoàng. Đến nỗi mà đất nó phải ghê tởm, đất nó phải nó phải bị ô uế đến nỗi mà vào đó trồng cây ăn trái 3 năm rồi mà nó vẫn nó vẫn là còn là kể là dạng ô uế chưa được tinh sạch đó. Cho nên nên cái cái này nó kinh hoàng lắm à nên thấy nó rất là ghê tởm ở đây cho nên đừng làm nhục con gái mình điều khi thờ cúng thần tượng quá đó, mê tín quá rồi thậm chí đem con gái đưa vô trong đền thờ đó để làm những cái việc đó gọi là à, à, thờ cúng với nhau đó đó là một việc đòi bại các con phải giữ ngày Sa-bát và tôn kính đền thánh của Ta một lần nữa ngày Sa-bát được nhắc lại quý vị thấy đó một tầm quan trọng Ta là Đức Giê-hô-va các con không được đến với bọn đồng bóng hay là thầy bối. cả ai ưa ưa đi cõi bói đó nhờ ơn Chúa dẹp đi à, không được cầu hỏi chúng mà trở thành ô uế cầu hỏi đồng bóng đi xem bói nó thuộc cái dạng rớt vào cái chỗ bị ô uế rồi ta là Jehovah Đức Chúa trời của các con các con phải đứng dậy trước những người tóc bạc tôn kính kẻ người già cả và kính sợ Đức Chúa trời của các con ta là Jehovah Đức Chúa trời à, cho nên quý vị thấy người Việt mình hay người Á Châu mình thì có cái này tại đây là văn hóa kinh thánh đó canh thánh nó rất gần với văn hóa Á Châu của mình bởi vì nó thuộc về uh, Á Châu Châu Á cho nên nên <laughs> những cái những cái nguyên cái principle này những cái nguyên tắc này nó nó gần gũi với cái văn hóa của mình mình người Việt mình được cái đó à, tôn kính người 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 lớn tuổi nhưng khi qua đây rồi đó thì cái sự tôn kính đó nó không còn như điều cần phải có nữa à, cái thế hệ bên này nó nó khác nhiều khi à, cha mẹ cũng còn coi thường nữa, đừng nói chi là là vấn đề à, tôn kính những người có tóc bạc, những người tóc bạc là nói đến một cái sự vinh quang của đức chúa trời à, cho cái người đó, cho nên mình à, chúa dặn mình là phải tôn trọng những cái người như vậy. Nếu mình chưa có nếp sống tôn trọng những người lớn tuổi, thì nhờ ơn chúa sửa lại đừng để mình rơi vào cái chỗ này vì nó không có à, nó là việc làm không phải là thánh. Bởi nên thánh mà khi mình đặt để cái cái cụm từ hãy nên thánh vì ta là thánh thì mình phải sống ở trong cái nếp sống đó thì nguyên cái list này là giúp chúng ta giữ một nếp sống nên thánh ở trong cái sinh hoạt của mình. Nó gì nữa khi có người à, khi có ngoại kiều cư ngụ trong xứ các con thì đừng ép họ đừng ức hiếp họ khi mình ức hiếp một người nào đó thì nó nằm ở trong cái chỗ nó gọi là gì không nên thánh à, ngoại kiều cư ngụ giữa các con phải được xem là người bản địa các con phải thương à, yêu họ như chính mình khi làm như vậy có nghĩa là mình đang nên thánh đó thương yêu họ như chính mình hoặc là mình nên thánh đó vì các con đã từng là kiều dân trong xứ Ai cập ta là Jehovah Đức Chúa trời của các con các con không được làm điều bất nghĩa khi xét xử cũng như khi cân đo đong đếm nếu mình làm điều bất nghĩa trong lúc xét xử cân đo đong đếm nó là việc không thánh mà khi mình không làm điều đó có nghĩa là mình biết mình cần phải nên thánh à rồi gì nữa các con phải dùng cân chính xác trái cân chính xác e pha và hin chính xác khi mình làm như vậy có nghĩa là mình đang nên thánh bởi vì Jehovah đức chúa trời của chúng ta là thánh Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các con là đấng đem các con ra khỏi Ai Cập. Vậy các con phải tuân giữ và thực hành tất cả những luật lệ và mạng lệnh của ta. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời. Ta là Đức Jehovah. Nên chúng ta, đây là tất cả những cái luật lệ, những cái điều, những cái quy định hay là những điều lệ mà Chúa đặt để chúng ta, để chúng ta dựa trên đó mà sống nên thánh ở giữa một cái vùng đất mà Chúa sắp ban cho dân sự của Chúa. Hãy lên thánh còn không thôi, thì chúng ta sẽ tiếp tục sống bởi sự ô uế của đất của của xứ đó. Nên chúng ta đọc lại lần nữa rồi chúng ta cầu nguyện. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se hãy truyền cho cả hội chúng Israel rằng các con phải nên thánh vì à, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con là thánh. Mọi người con phải tôn kính cha mẹ và gìn giữ ngày sa-bát của ta. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. Đừng hướng về hình tượng cũng không được đúc cho mình thà tượng tà thần. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. Khi các con dâng tế lễ bình an cho Jehovah đức chúa trời phải dâng cách nào để được ngài chấp nhận phải ăn lễ vật đó ngay trong ngày dân và ngày hôm sau phần còn lại để đến ngày thứ ba thì phải đem đốt sạch nếu sang đến ngày thứ ba rồi mà người đã vẫn ăn thì đó là điều ghê tởm ngài không chấp nhận người đó sẽ mang tội vì đã xúc phạm đến vật thánh được Jehovah và trục sức khỏi dân chúng khi các con gặt trong đất mình thì đừng gặt đến à, cuối bờ ruộng cũng đừng mót những bông lúa còn sót đừng hái sạch vườn nho hay là nhặt hết trái rớt xuống đất hãy để lại cho người nghèo khó và kẻ tha hương ta là jehovah đức chúa trời của các con các con không được trộm cắp không được nói dối và lừa đảo nhau các con à, không được lấy danh ta mà thề dối vì vậy vì như vậy là xúc phạm đến danh của Đức Chúa Trời mình. Ta là Jehovah, ta là Đức Jehovah. Không được bóc lột người lân cận mình, cũng đừng cướp giật của họ. Không được giữ tiền công của người làm thuê trong nhà mình cho đến hôm sau. Không được rủa xả người điếc hoặc À, đặt vật cản cho người mù vấp chân nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ta là Đức Giê-hô-va các con không được bắt công trong việc xét xử không thiên vị người nghèo cũng đừng nang nể nang kẻ quyền thế nhưng hãy phân xử người lân cận một cách công minh không ai được phao vu trong người bạc trong bà con cũng đừng làm chứng dối nhằm hại mạng sống của người lân cận ta là Đức Jehovah đừng để lòng ghen ghét anh em mình hãy quở trách người lân cận để khỏi mất lỗi chung với họ đừng trả thù đừng mang oán hận mối oán hận với đồng bào mình nhưng hãy yêu thương người lân cận như chính mình Ta là Đức Giê-hô-va, các con phải tuân giữ các mạng lệnh của ta, đừng để loài vật khác à đừng để loài vật khác giống à phủ lẫn nhau, đừng gieo hai hạt giống chung trong một ruộng, đừng đừng mặc áo quần dệt bằng hai loại chỉ khác nhau. Nếu một người đàn ông ăn nằm với một người nữ nô lệ đã hứa gả cho một người đàn ông khác nhưng chưa được chuột ra hoặc chưa được trả tự do thì cả hai đều sẽ phải bị phạm như người, nhưng không bị xử không bị tử hình vì nữ nô lệ đó chưa được trả tự do tuy nhiên người đàn ông phải đem một con chiên đực đến trước cửa liệu hỏi kiến dâng lên Đức Giê-hô-va Giê làm tế lễ chuộc lỗi thầy tế lễ sẽ dâng con chiên đực làm tế lễ chuộc lỗi cho người đã phạm trước mặt Đức Giê-hô-va và tội mà người đã phạm sẽ được tha khi các con vào đất hứa và trồng các thứ cây ăn trái thì hãy để các trái cây đó, kể các trái cây đó như là trái cấm. Các con phải xem đó là trái cấm không được ăn trong 3 năm. Nhưng đến năm thứ tư, các trái cây đó sẽ được thánh hóa, làm lễ vật tôn vinh Đức Giê-hô-va. Đến năm thứ năm, các con vẫn còn được ăn trái đó. Nếu các con giữ các lời ta dạy, hoa lợi sẽ tăng cho các con. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các con. Các con không được ăn thịt còn máu, không được hành nghề bói toán hay ma thuật. Đừng xén, đừng xén tóc vòng quanh đầu và đừng tỉa rau, đừng vì người chết mà cắt da thịt hay là xâm vẽ trên thân thể À, bất cứ hình ảnh nào ta là Đức Giê-hô-va. đừng làm nhục con gái mà bắt nó làm gái mại dâm trong các đền miếu khiến cả à, khiến cho cả xứ rơi vào dâm loạn và đầy dẫy sự đồi bại. Các con phải giữ ngày sa bát và tôn kính đền thánh của ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Các con không được đến với bọn đồng bóng hay thầy bói, không được cầu hỏi chúng mà trở thành ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. Các con phải đứng dậy trước người mặt người tóc bạc, tôn kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời của các con. Ta là Đức Giê-hô-va. Khi có người ngoại kiều cư ngụ trong xứ các con thì đừng ức hiếp họ. Ngoại kiều cư ngụ giữa các con phải được xem như người người bản địa. Các con phải yêu thương họ như chính mình. Vì các con đã từng là kiều dân ở trong xứ Ai Cập, ta là Đức Giê-hô-va, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các con. Các con không được làm điều bất nghĩa trong khi xét xử, cũng như khi cân đo đồng đếm, các con cũng phải dùng cân chính xác trái cân chính xác e pha và hin chính xác ta là jehovah đức chúa trời của các con đấng đã đem các con ra khỏi ai cập vậy các con phải tuân giữ và thực hành tất cả mọi luật lệ và mệnh lệnh của ta ta là Đức giê Cảm ơn Chúa chúng con đọc xong đoạn 19. Quá nhiều điều chúng con cần phải để ý bởi vì Chúa muốn chúng con nên thánh vì chính Ngài là giê hô va Đức Chúa Trời của chúng con là thánh. Vì vậy con cầu nguyện xin Chúa cứu chúng con để chúng con liên tục à, đặt mình ở trong dòng quyết của Chúa ăn năn những lỗi lầm của mình ăn năn những điều bất khiết mà chúng con đang có đang áp dụng hay là đang sống đang thực Hiện trong cuộc sống mình hàng ngày xin Chúa thương xót nâng đỡ tha thứ cho chúng con và giúp chúng con cái tiếp tục à, hiểu biết một điều và đặt một cái đặt cái điều này thật sự sống động trong chúng con ấy là chúng con phải nên thánh từng giây phút một bởi vì Jehovah Đức Chúa trời của chúng con là thánh con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con sống với cái tâm trí này sống với cái khái niệm này sống với cái hình ảnh này sống với cái lòng khát khao này suốt cả ngày hôm nay để ý Chúa tạ ơn Cha rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, trân trọng à, kính chào quý tòa con Chúa. Hẹn gặp lại quý vị ở Lê Vị Ký đoạn 20. Trân trọng kính chào quý vị.